Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một sản phẩm nữa. Đó chính là sữa rửa mặt E100 nhé mọi người. Đợt trước mình đã có review và giới thiệu mọi người sữa tắm E100 màu vàng rồi. Mà hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người sữa rửa mặt. Đó chính là sữa rửa mặt E100. Sữa rửa mặt E100 này ở đây gồm có 3 chai phải không mọi người? 3 loại. Và bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn về sản phẩm E100 này nhé. Đầu tiên là giới thiệu về sản phẩm sữa rửa mặt E100. Sản phẩm sữa rửa mặt E100 được sản xuất đến từ công ty Đại Việt Hương. Chúng ta cũng đã biết đây là nơi sản xuất ra rất nhiều sữa rửa mặt, sữa tắm và cả sữa dưỡng thể. Sữa rửa mặt E100 này đã có mặt trên thị trường Việt Nam của chúng ta cũng đã khá là lâu rồi và đạt mức độ khá là uy tín. Thứ hai là đánh giá chi tiết về sản phẩm này. Thì để nói về sản phẩm này thì trước tiên là chúng ta phải nói đến công dụng của sản phẩm này. Công dụng của sản phẩm này thì chúng ta cũng biết là mỗi loại nó sẽ có một công dụng khác nhau. Tuy nhiên để nói về mức độ làm sạch sâu da thì đó là phần đánh giá chi tiết bên trong. Nhưng có điều đặc biệt là sản phẩm này với độ pH 5.5 cho nên mức độ da rất là phù hợp với loại da, da gì cũng sử dụng được, cho nên nó an toàn và nó thiên nhiên, cho nên rất nhiều người tin dùng về sản phẩm này. Với lại giá thành cũng khá là dễ đối với thị trường dành cho các chị em phụ nữ Việt. Theo như khảo sát thì sản phẩm này rất nhiều người sử dụng vì nó không gây kích ứng da đấy, cho nên nó được đánh giá là sản phẩm tốt và nhiều người tiêu dùng sử dụng sản phẩm này ở mức độ thông thường. Thứ ba đó chính là chi tiết hơn về sản phẩm. Chi tiết hơn về sản phẩm, thứ nhất là mình sẽ nói về sữa rửa mặt con bò này nhé. Sữa rửa mặt con bò này thì chúng ta cũng đã biết ở phần bên ngoài được thiết kế với một chai tấp là màu trắng và xanh, và chính giữa là có hình con bò. Đó là phần chính của sữa rửa mặt. Bên trên là chữ viết màu xanh E100 sữa bò. Mặt ở bên ngoài thì đây là họ có giới thiệu là thành phần cũng như cách hướng dẫn sử dụng, cách bảo quản và hạn sử dụng, hạn sản xuất và đến từ nơi sản xuất. Ở bên phần bên dưới là thể tích của nó là có 80ml nha mọi người. 80ml thì sản phẩm này mỗi chai sẽ có tùy chai, một có chai thì 80, có chai thì 100ml. Đây là loại 80ml sữa này nha mọi người. Với giá thành thì sản phẩm này có giá là khoảng 21-22.000 đồng gì đấy. Rồi ở phần bên dưới này thì sản phẩm này có một cái nắp mở. Nắp mở này được thiết kế rất là chắc chắn nha mọi người. Đây, mở ra nắp bên, còn đây là tấp trong bên trong. Thì tấp kem bên trong này nó có màu trắng nha mọi người. Đây là màu trắng. Màu trắng này là màu trắng đục nha mọi người. Đây, nó có màu trắng. Màu trắng này là màu trắng đục. Thì màu trắng đục này thì mình thấy nó cũng khá là, sờ vào thì nó rất là mềm nha. Nó không tạo bọt, sữa này nó không có tạo bọt đâu mọi người. Và bên trong nó có một số hạt li ti. Hạt li ti này là để massage đấy mọi người, để dành để massage cũng như tẩy tế bào luôn đấy. Nhưng mà loại sữa này nó không có bọt, cho nên khi mình thoa lên thì mọi người nhớ bỏ cho nó nhiều nhiều một chút nha. Bỏ nhiều vào trên da mặt khi chúng ta giữ nó mới sạch, chứ ít thì mình nghĩ nó không có thể nào mà làm sạch mặt được đâu. Với lại cái loại này nó cũng rất là mịn nha. Sữa nó rất là mịn màng, không có gì hết. Và thơm nữa, mùi con bò rất là thơm nhẹ nhàng. Nó có công dụng là làm trắng da, sạch da, mịn màng da. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác hơn về sản phẩm này thì mình thấy ở mức độ là để làm sạch da mà thôi. Chứ nếu nói về mức độ mà có thể làm trắng da thì không tới đâu nha mọi người. Vì nó rất là nhẹ thôi, mức độ sữa nó rất nhẹ, cho nên để đánh giá nó là có thể làm trắng da
thì mình thấy không đúng đâu nha mọi người. Tiếp theo, đây là sữa rửa mặt nghệ. Sữa rửa mặt nghệ này thì ở phần bên ngoài họ thiết kế cũng rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Sữa rửa mặt nghệ thì có hai loại sữa rửa mặt nghệ nha mọi người. Đây là sữa rửa mặt nghệ thông thường và một loại sữa rửa mặt nghệ massage trị mụn nha mọi người. Với loại sữa rửa mặt E100 nghệ thông thường như thế này thì mặt ở bên ngoài này cũng thiết kế với màu vàng, màu chủ đạo chính của nó là màu vàng. Tiếp đến là có hình vẽ củ nghệ và lá. Bên trên cũng là dòng chữ E100 mà thôi. Phần bên ngoài thì nó cũng giống như bên sữa rửa mặt E100 con bò. Và của nó là không phải 80ml mà là 100g nha mọi người. Nó như 100g. Loại sữa này thì với giá tiền của nó là khoảng 30 đến 32.000 đồng gì đấy. Sản phẩm này thì ở bên phần bên dưới đây sản phẩm này có giá 32.000 đồng nha mọi người. Thành phần ở bên dưới thì nó có ghi là cái tem hàng Việt Nam chất lượng cao ngay phần dưới luôn nha mọi người, có phân tích luôn. Còn đây là phần mở bên trong sản phẩm. Bên trong đây là phần bên trong của sản phẩm, nó có một màu vàng nha mọi người. Đây, nó có một màu vàng bên trong. Khi mà chúng ta rửa mặt thì cái màu sữa nghệ vàng này, trà bên trong loại này nó có hơi sệt sệt một chút nha. Nó không đặc lắm, nó chỉ hơi sệt sệt một tí mà thôi. Tuy nhiên khi mình bỏ nước vào thì nó có tạo bọt. Mức độ tạo bọt của nó bình thường không nhiều như các loại sữa rửa mặt kia đâu nha. Đây, sữa rửa mặt nghệ này thì mình thấy sữa nó cũng khá là tốt đấy. Nó có thể làm sạch da đấy. Công dụng của nhà sản xuất đưa ra nói rằng đây là sữa rửa mặt có thể làm trắng da, sạch da, trị mụn, trị các nám, tàn nhang, quết thâm trên da mặt và đạt hiệu quả tốt. Tuy nhiên thực tế của mình thấy thì sản phẩm này ở mức độ là có thể làm sạch thôi. Chớ nói mà chị nám, mụn, tàn nhang là không có đâu. Vì vậy chỉ ở mức độ làm sạch thôi và ngăn ngừa mụn mà thôi nha. Chớ nói sạch và trị mụn, thâm nám là không có đâu. Và cái mùi của sữa rửa mặt này cũng rất là thơm nha mọi người. Nó rất là dễ chịu, không giống như cái loại dưa leo đâu nha mọi người. Mùi rất thơm của mùi nghệ. Vì vậy, nếu như nó có thể phù hợp với các loại da, da nào sử dụng cũng được. Tiếp đến là loại sữa rửa mặt mình giới thiệu nữa, đó chính là sữa rửa mặt Nha Đam. Một trong bốn loại sữa rửa mặt E100 thì mình thấy sữa rửa mặt E100 Nha Đam là loại mình cảm thấy tốt nhất và cũng nhiều người ưa chuộng. Sản phẩm này cũng có giá thành từ 30 đến 32.000 đồng luôn. Nó cũng có là bề mặt ở bên ngoài được thiết kế với màu trắng là chính chủ đạo và vẫn như thế như các loại sữa rửa mặt E100 kia thì nó vẫn là chính của nó, vẫn là hình vẽ của thành phần chính của sản phẩm nó, đó chính là Nha Đam nha mọi người. Đây, thành phần chính của nó chính là Nha Đam đây. Một miếng hình màu xanh Nha Đam. Và mặt bên ngoài của nó là 100g giống như sữa rửa mặt nghệ vậy mọi người. Cũng là giống như sữa rửa mặt nghệ thôi. Là 100g được thiết kế 100g, cũng như trên đây là bề mặt, nơi sản xuất, hạn sử dụng. Ở phần bên dưới thì nó cũng vậy thôi. Nó cũng thiết kế với một cái nắp đậy và mở ra. Bên trong nó là một túp kem màu đục nha mọi người. Nó có một túp kem màu đục. Tuy nhiên thì cái này nó cũng tạo bọt và nó cũng sệt sệt giống như loại sữa rửa mặt nghệ mà thôi. Nó sọt sọt khi mà chúng ta bỏ nước vào chúng ta chà thì nó có tạo bọt và mức độ tạo bọt của nó cũng khá là tương đối nhiều hơn là cái loại sữa rửa mặt. Nói chung là nó có mức độ da bọt với sữa rửa mặt nghệ là tương đương với nhau.
tương đương với nhau. Mùi của nó cũng rất là dễ chịu, không khó nồng đâu nha mọi người, cũng rất là dễ chịu. Và sản phẩm này nhà sản xuất nói rằng là công dụng của nó là để làm dưỡng ẩm da, sạch da. Mình thấy sản phẩm này có thể giữ sạch mặt da và có thể sử dụng dùng đầy đủ với tất cả loại da, da nào chúng ta có thể sử dụng cũng được và nó không gây kích ứng cho da đâu. Và serum mặt thứ tư và mình muốn nói tới đó chính là serum mặt dưa leo. Vì sao mình không giới thiệu mọi người về serum mặt dưa leo? Vì trong serum mặt dưa leo thành phần gồm có hương liệu cồn. Đó là lý do vì sao mình không thích và cái mùi hương của nó cũng hơi khó chịu. Đó là ý kiến cá nhân của mình. Còn mọi người nghĩ như thế nào về sản phẩm này? Hãy comment bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người lần sau.